Hello mọi người, thì như mọi người cũng biết đó, thì trên những dòng MacBook Pro từ 2021 trở về sau và sau này là những con MacBook Air mới đó, thì Apple họ đã mang lại một trong những cái tính năng mà được rất là nhiều những người dùng mong đợi từ lâu, bao gồm cả mình luôn. Đó chính là cái cổng sạc MagSafe. Đó, như mọi người thấy đây, đây chính là cái cổng sạc MagSafe. Thì trước đây lâu lắm rồi thì Apple đã dùng cái cổng này, nhưng mà từ cái phiên bản 2016 thì họ chuyển lên USB-C và họ bỏ cái này đi. Mà tới năm 2021 thì họ mang lại. Cái hay của cái MagSafe thì như bạn biết rồi ha, chỉ cần đặt nhẹ gì thôi là nó hít vô và các bạn có thể sạc được. Và sạc cái này thì các bạn sẽ tự tin rất là nhiều so với những cái cổng sạc kiểu khác, là khi mà đi ngang qua đụng cái tự động nó rớt ra. Đó, nó tránh cái việc gọi là những bạn nào mà hay ngồi cà phê làm việc đó, hay ngồi trong văn phòng ai đó mà đi ngang qua đụng một cái máy tính nó bay luôn thì nó làm hại tới cái máy của mình. Thì MagSafe chính là cái giải quyết được cái nhược điểm đó của cái dây sạc truyền thống. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, dây sạc MagSafe này nó tốt cho tới khi, nếu như đặt một cái câu hỏi là bạn để quên dây USB-C ở nhà và bạn chỉ mang theo cái dây MagSafe này thì sao? Thì có nghĩa là bạn chỉ có thể sạc được con MacBook của bạn mà thôi, còn lại không làm được gì hết. Chẳng hạn như bạn muốn truyền dữ liệu từ những máy khác qua cái máy của bạn thì không có cổng C nào hết, bởi vì cái dây sạc zin của Apple á, là nó cố định cái cục MagSafe này rồi. Ngoài ra, nếu như bạn xài những cái thiết bị khác, chẳng hạn như iPhone 15 Pro Max đi đã đổi lên cổng C hoặc là một thiết bị Android, bạn muốn sạc cho những thiết bị đó cũng không được luôn, bởi vì bạn chỉ có duy nhất cái dây này. Đó, đây là mình đang nói trong cái trường hợp là bạn để quên toàn bộ dây và chỉ mang theo cái dây này để đi làm thôi ha. Thì đó, thì mình cũng đã từng gặp trường hợp này rồi và mình tự đặt một câu hỏi là liệu có một cái giải pháp nào cho cái việc là giả sử mình bị quên như vậy hay không? Có thể là một cái dây kết hợp được cả hai trong một. Thì cách đây khoảng chừng 3 tháng thì mình đã lên Shopee và đây, mình đã tìm được cái mẫu dây đúng như những gì mình suy nghĩ, và sau 3 tháng sử dụng thì mình sẽ tiến hành review cho các bạn. Cái này được gọi là cái dây sạc đa năng 2 trong 1. Thứ nhất, nó vẫn là một cái dây MagSafe, các bạn có thể gắn vô một cách bình thường. Và ngoài ra, khi các bạn gỡ cái phần đầu MagSafe này ra thì nó là một cái dây C. Từ đó các bạn sẽ có hai cổng C và từ đó các bạn có thể sạc được cho thiết bị khác và có thể sạc được cho MacBook hoặc là truyền dữ liệu được luôn. Tuy nhiên, dây này nó vậy thì nó có ưu nhược điểm như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu trong bài đánh giá của mình trong ngày hôm nay nhé. Đầu tiên á, là phải nói về tên của cái sản phẩm này đúng không? Thì cái sản phẩm này mình mua ở trên Shopee và nó có cái tên đó là MC Dodo. Đó, nếu đọc thuần tiếng Việt là MC Dodo, còn nếu mà đọc tiếng Anh thì mình cũng không biết như thế nào, có thể là McDodo, McDodo giống như McDonald vậy các bạn. Đó, thì các bạn có thể lên Shopee và tìm thấy được cái sợi dây này ha. Rồi, và nó đầu tiên mình sẽ nói về cái độ hoàn thiện của dây này. Thì nếu như mà so với dây zin của Apple á, thì mình cảm thấy là cái dây này đôi khi nó còn trội hơn cái dây zin của Apple nữa các bạn. Thứ nhất là mình cảm thấy là cái build của nó dày dặn hơn. Cái phần lõi dây này nè, mình cầm mình cảm thấy nó dày hơn cái dây zin của Apple. Và thứ hai đó là mình rất thích trên cái mẫu này, đó chính là nó có màu đen các bạn. Tất nhiên nếu như các bạn nào mua những cái mẫu MacBook Air M2 mà có những cái màu khác thì các bạn sẽ có, chẳng hạn như mua màu xanh đen đi thì các bạn sẽ có dây bọc màu xanh đen thì nó đỡ dơ. Nhưng mà mình mua MacBook Pro cho nên là nó chỉ có sợi dây màu trắng như vậy thôi, và dù các bạn có giữ kỹ cỡ nào thì sau một thời gian thì cái này nó cũng thành màu cháo lòng mà thôi. Cho nên từ khi mình chuyển qua cái dây này mình tự tin hẳn, mình không phải là một người sống quá là kỹ hay vệ sinh đâu, cho nên là xài dây đen là vẫn là an toàn nhất. Thứ hai á, là nó vẫn bọc và bọc cái chất liệu dù như là bên dây zin và nó có khả năng chống gãy và mình cảm thấy là nó là rất là chắc chắn luôn. Đó, trong khoảng thời gian xài thì mình thấy không có một cái vấn đề nào xảy ra cả. Đặc biệt đó là mình cái dây này khi mình bỏ vô ba lô á, mình nhét đại vô luôn, nhiều khi còn có những cái món đồ khác nó đè lên nữa, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mình thấy chưa có một cái vết cứng hay một cái vết cắt nào ở trên cái mẫu dây này cả. Thì nói chung là mình đánh giá khá là cao về cái độ hoàn thiện của mẫu dây này ha. Rồi ngoài ra thì một cái điểm mình thấy hay nữa là nhãn xuất của họ đi kèm thêm một cái dây kẹp như vậy cho các bạn có thể gọi là làm gọn lại cái dây này trong lúc mà không sử dụng, hoặc là nó dài quá đi các bạn muốn làm gọn lại thì nó cũng ok. Thì một cái điểm nhỏ thôi mà mình đánh giá cũng khá là cao trên cái dây này ha. Đã nói về cái dây MagSafe á thì quan trọng nhất vẫn là cái đầu 500 MagSafe ha các bạn. Thì khi mà mình so sánh hai cái này như với nhau á thì mình thấy là cả hai thì đều có 5 cái pin chân pin và tất cả đều được mã vàng ha các bạn. Thì mình thấy cái độ hoàn thiện của mẫu này khá là tốt nha.
gần như là mình sẽ không thấy những cái điểm lởm khởm nào ở trên những cái mẫu dây gọi là bên thứ ba sản xuất cả. Thì đây cũng một điểm khá là hay. Và nếu như ở trên dây MagSafe thì họ có một cái đèn để báo hiệu đang sạc và đã sạc xong, thì ở trên dây này nó cũng có nha các bạn. Tất nhiên cái dây này như mình nói là cái dây 2 trong 1, thì nó hơn một cái là các bạn có thể gỡ ra một cách thoải mái và thành cái dây C. Giữa cái phần đầu USB-C và cái phần MagSafe này á, thì nó có một cái phần khớp nối như vậy bằng là bằng nhựa ha các bạn, để có thể giữ lại với nhau đó. Thì không biết là mình đã xài 3 tháng rồi thì vẫn chưa thấy nó bị lung lay gì hết, nhưng mà không biết một thời gian sau chỗ này nó có bị hao mòn nó rớt ra hay không ha. Thì cái này mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn trong thời gian tới. Và cái phần tiếp giáp của hai cái này chắc chắn vẫn là cổng C rồi ha, cho các bạn có thể dễ dàng gắn vô như vậy đó. Rồi đến với yếu tố thứ hai, đó chính là liệu cái lực hút của cái dây này so với cái dây sạc zin nó như thế nào. Thì đây mình sẽ test liền cho các bạn coi luôn. Thì tất nhiên rồi, dây zin lúc nào nó cũng mang một cái sự khớp nhất có thể, bởi vì Apple làm ra mà. Và cái độ dính đó, mình các bạn thấy cái mình có thể kéo dời được cái MacBook của mình luôn, khá là tốt ha, để giữ cố định. Tất nhiên cái lực mà để đủ mạnh để làm bay cái con laptop, con MacBook của mình đó, thì nó sẽ bay ra luôn như vậy đi đó, giúp cho các bạn hạn chế việc hư máy. Thì dây zin nó làm được. Vậy còn dây này thế nào, bây giờ mình sẽ demo thực tế cho các bạn coi luôn. Thì cũng thích vô như vậy. Nhưng mà mình thấy là cái cảm giác mà khi mà cái hít vô này á, nó không có mạnh như là ở trên con dây zin. Đó là cái cảm giác mình nghe cái tiếng kịch. Nó không có đã như cái dây zin đó, nhưng mà cái lực kéo của nó cũng khá là tốt. Tất nhiên là lực kéo này vẫn tốt cho tới khi các bạn thấy cái này, cái phần giữa dây USB-C và phần MagSafe này nó bị rớt ra như vậy, nhưng mà vẫn là kéo được. Thì chứng tỏ là cái phần MagSafe ở đây nó cái phần 5 chấm này nó vẫn hít khá là tốt nha các bạn. Thì nếu như mà so với hàng zin, thì nếu như hàng zin là 10 điểm thì mình chấm cái này chắc cũng phải 8.5. Sau khi nói về ngoại hình và lực hút thì mình muốn nói tới cái yếu tố tiếp theo, đó là nó giống như sạc zin này đó, có MagSafe này nọ đó, nhưng liệu nó có sạc được như dây sạc zin hay không. Thì đối với cái dây này thì nhà sản xuất công bố là nó có thể sạc thông qua cổng MagSafe này lên tới 140W. Con số này, 140W này là con số sạc tối đa dành cho những bạn chưa biết, là dành cho con MacBook Pro 16 inch phiên bản mới ha. Từ 2021 trở đi thì sạc zin của Apple sẽ lên được 140W. Còn riêng cái mẫu máy của mình thì chỉ lên được 100W mà thôi, là bản phiên bản MacBook Pro 14 inch. Thì mình sẽ tiến hành mình cắm sạc thử và mình mở luôn cho các bạn xem coi cái mẫu máy của mình nó lên được bao nhiêu watt ha các bạn. Rồi như các bạn cũng thấy đó, thì sau khi mình đã test cho các bạn xem đó, thì cái mẫu dây này thực sự đúng là nó có thể lên được công suất sạc tối đa trên chiếc máy của mình. Khá đáng tiếc là lúc mà mình làm cái video này đó, thì mình không có cái máy của hàng bạn mình ở đây. Nhưng mà cách đây khoảng chừng 1 tháng mình có gặp nó, thì nó xài con MacBook Pro 16 inch đó, phiên bản sạc 140W. Thì mình cũng đã test, mình cắm thử vô thì mình thấy là nó lên được đúng như vậy luôn. Thì đây là cũng là một điểm rất là ok trên cái mẫu dây này. Tất nhiên khi mà các bạn mà gỡ cái phần MagSafe này ra, các bạn sạc bằng cái cổng C này đi, thì cái dây này nó hỗ trợ chuẩn sạc là PD 3.1 và cái công suất sạc tối đa của nó là lên được 240W. Các bạn sẽ hỏi là ủa lên 240W làm gì có cái máy nào nó lên được. Thì tất nhiên cái việc này nó không dành cho MacBook hay là iPhone đời mới đâu, mà nó dành cho những cái thiết bị khác mà nó hỗ trợ dòng sạc cao, chẳng hạn như là laptop gaming hay là gì đó, nó lên được cái mức đó. Nhưng mà nhìn chung là mức tối đa là 240W, nhưng mà các bạn sạc được tầm từ 100 cho tới 120W, 140W là rất là ok la rồi. Rồi nãy giờ thì mình đã nói về cái ưu điểm trên chiếc dây này rồi. Tuy nhiên mình rất là tiếc luôn là cái dây này có một cái điểm yếu mà mình có thể nói là mình hơi buồn, bởi vì nó lại tác động trực tiếp đến với cái nhu cầu của mình ngay từ ban đầu. Mình nói trong video đó là bây giờ nếu như mà mình muốn một cái dây mà có thể 2 trong 1, là vừa có thể sạc bằng MagSafe được, nhưng mà khi cần có thể rút ra dùng để truyền dữ liệu, thì cái dây này lại cho một cái tốc độ truyền dữ liệu khá là chậm nha các bạn. Dây này thứ nhất là nó không hỗ trợ Thunderbolt 4 rồi. So với tầm giá của nó thì nó không hỗ trợ là điều dễ hiểu. Nhưng mà khi mà nó so với những cái dây sạc mà C2C truyền thống khác, chẳng hạn như mình mua của Ugreen, Anker hay 3CS á, thì cái dây này nó truyền dữ liệu chậm hơn đáng kể so với những dây kia. Giống như hồi nãy mình có dùng một cái ổ cứng mình chuyển dữ liệu á, thì cái dây này cho cái tốc độ truyền dữ liệu rơi vào khoảng tầm 10 mấy cho tới 20 mấy một giây mà thôi. Cái mức này cũng không phải gọi là quá chậm, gọi là có, nhưng mà chỉ dừng lại ở mức chống cháy thôi. Nếu như những bạn nào mà làm
những cái công việc mà liên quan tới biên tập hình ảnh video giống mình mà cần truyền dữ liệu nhanh đi thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà ưng ý trên cái dây này được. Thì mình hy vọng là nhà sản xuất này trong những cái phiên bản tiếp theo của cái dòng này có thể làm một cái dây nó vừa sạc ok bằng mắt xếp mà vừa truyền tải được tốc độ nhanh ha. Cuối cùng thì có nên mua cái mẫu dây này hay không? Thì thứ nhất là phải nói về giá đi. Cái mẫu dây này mình mua ở trên sàn thương mại điện tử, các bạn có thể tìm thấy được trên Shopee. Mình sẽ để cái tên sản phẩm cho các bạn tự tìm ha, do cái này mình không có nhận là quảng cáo cho ai hết. Mức giá mà mình mua được kèm theo khuyến mãi của mình là rơi vào khoảng 450.000, nếu mà không có mã thì rơi vào khoảng 500. Thì với cái mức giá này thì mình đánh giá là một cái mức giá tương đối tốt nếu như các bạn mà so với giá tiền của một cái dây sạc zin của Apple ha. Các bạn vừa có thể sạc được nè, các bạn có thể truyền dữ liệu được, tất nhiên là nó không nhanh lắm, các bạn có một cái build rất là ok, dây màu đen này đỡ dơ, chống gập chống rối tốt, và độ hoàn thiện của chiếc mức dây này thì mình đánh giá so với dây zin thì cũng phải là 1910 đó. Rồi, và đó là tất cả những cái gì về cái mẫu dây này. Nếu như các bạn nào mà có câu hỏi nào liên quan tới mẫu dây này hoặc là những cái mẫu phụ kiện dành cho MacBook hay điện thoại mà muốn mình review á, thì các bạn hãy comment bên dưới, mình sẽ xem và trả lời các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.